Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải thích về giới thiệu cho bạn về cái mạch tanh FDCDC ha. Thường thường gọi đó là mạch boot á, boot app. Thì chúng ta sẽ thấy cái mạch boot app nó sẽ có những cái thành phần cơ bản như sau ha. Thứ nhất là cái nguồn điện DC, thứ hai là cái cuộn cảm, thứ ba là diode, thứ tư là MOSFET. Mà MOSFET tượng trưng là một cái khóa điện tử ha. Và tụ điện. Và ở đây là một cái tải. Ở đây tải là tượng trưng cho một cái thiết bị mà tiêu thụ điện ha. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái nguyên lý đầu tiên. Thì chúng ta sẽ thấy là mà trong cái mạch mà boot nắp á thì cái cuộn cảm là đóng vai trò rất là quan trọng ha. Thì có sự cái sự mà biến thiên của cái cuộn cảm nó sẽ tạo ra cái nguyên lý mà tạo ra cái điện áp mà cao để mà cho cái điện áp nó đầu vào nó khác biệt với đầu ra ha. Thì nguyên lý nó như sau. Thì để mà cái cuộn cảm nó có sự biến thiên á, thì chúng ta phải có cái khóa điện tử đóng ngắt. Thì cái khóa điện tử này nó có chức năng tương tự cái nút nhấn, nhưng mà nó sẽ được điều khiển, nó được điều khiển bằng những cái con điều khiển, nói chung là được điều khiển một cách tự động ha. Thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ phân tích là đầu tiên ha, là chúng ta sẽ cho cái khóa điện tử này đóng lại. Khóa điện tử này đóng lại thì chúng ta sẽ thấy là có dòng điện chạy từ cực dương nè, qua cuộn cảm nè, đi xuống cái con MOSFET về mát ha. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái có dòng điện nó chạy qua cái cuộn cảm này thì cuộn cảm này nó có một sự biến thiên, nghĩa là nó có sự mà chạy qua cái cuộn cảm đột ngột á, thì cuộn cảm nó sẽ có cái dòng điện cảm ứng trong cái cuộn cảm đó, thì nó sẽ có độ tự cảm của nó ha. Thì cái độ tự cảm này nó sẽ làm cho cái dòng điện nó đi từ từ, nó không thể đi nhanh được. Thì giống như mình đi xe máy á, mình bắt đầu đề ba mình cũng bị lực ma sát nó hãm lại, cho nên mình cũng phải chạy từ từ, xong rồi thời gian đó thì mình mới chạy nhanh được. Thì cuộn cảm cũng như vậy ha. Thì nó sẽ chạy một hồi thì nó sẽ nó cái dòng điện cảm ứng này nó mất. Thì cái cuộn cảm nó giống như nó là một cái đoạn dây dẫn thôi. Thì nhưng mà ở trong cái mạch boot app này á, thì người ta sẽ không cho cái cuộn cảm này chạy như cái dây dẫn, mà người ta chỉ cho nó cấp một trong một thời gian ngắn thôi. Thì ta sẽ thời gian ngắn thì nó sẽ có cái dòng điện cảm ứng chạy từ từ như này á, thì nó mới có một cái điện áp ha. Thì khi mà on á thì nó có dòng điện cảm ứng nó đi qua ha. Thì khi mà off á thì nó cũng có một cái sự mất cái dòng điện đột ngột đó. Thì khi mà mất cái dòng điện đột ngột đó thì cái cuộn cảm này nó vẫn còn có điện ha, còn có điện, nó còn có điện nó phóng ra. Thì cũng như xe máy thì mình lúc mình chạy thiệt nhanh thì lúc mình dừng lại mình cũng không thể dừng được đấy. Thì khi lúc đó thì nó sẽ có dòng điện nó giọt ra, nó bắn ra phía này, tại vì cái khóa này nó đã bị đóng rồi, cho nên là nó chỉ giọt vào hướng này thôi. Đấy, thì nó giọt về phía này là phía của cái tải á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta thu được cái dạng sóng như thế này ha, dạng sóng nó dạng trung trung nhọn ha. Đấy đó. Thì khi mà nó có dòng điện mà nó có dòng điện và điện áp nó giọt như thế này á, thì nó chúng ta sẽ có một cái điện áp nó cao hơn điện áp đầu vào. Đấy là cái nguyên lý mà chúng ta có thể boost áp lên được ha. Thì mà để cái dạng sóng như thế này thì chúng ta sẽ không thể thu được cái điện áp cao hơn, tại vì điện áp trung bình của nó vào nó sẽ nhỏ hơn điện áp Vin, cho nên là chúng ta sẽ không thu được. Thì chúng ta sẽ đi tới vào thành phần tiếp theo, đó là tụ điện ha. Đây. Thì khi tụ điện mắc song song với cái tải của mình, đấy, ở phía này, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái dòng có cái điện áp của cái tụ nó vọt ra thì cái nó sẽ nạp ra cái tụ này, đấy,
thì tụ này cái chức năng là nó thu cái những cái xung nhọn đó vào cái tụ này và nó ổn áp cái dòng cái điện áp ở điện trở ở cái tải này ha, thì chúng ta sẽ thu được cái điện áp nó nói chung là tạm chấp nhận được, có thể là nó sẽ còn bằng giữ lại điện áp của valve ha, nhưng mà nó có thể là nó sẽ không bằng đấy, tại vì nó còn thiếu một thành phần nữa. Thì khi mà tại sao nó thiếu á là tại vì nó có tội xảy ra khi mà nó cái con MOSFET này khi mình nó đóng á thì cái con tụ nó đang tích điện đúng không, thì nó sẽ bắt đầu nó bị xả ra, nhưng mà nó không xả theo ý của mình, mình cần là nó phải xả theo cái điện trở, nó quay điện trở, nhưng mà ở đây thì nó không quay điện trở mà nó chạy thẳng qua con MOSFET, tại vì lúc này á tại vì, cái khóa này nó đóng lại á, thì cái điện trở cái dòng điện nó thích chạy qua đây hơn, tại vì nó có điện trở nhỏ hơn, còn bên con điện trở này bên cái tải này nó nhiều điện trở hơn nên nó sẽ ít đi qua hơn đấy, thì đó là lý do tại sao mà VAL nó sẽ không thể bằng nào bằng in đó VIN được đấy. Rồi thì để khắc phục cái tình trạng đó thì chúng ta phải qua cái mạch qua cái mạch cuối cùng, đó là cái sơ đồ hoàn chỉnh của cái mạch bốt nát ha, thì phải có con diode đấy, con diode này là để ngăn chặn cái con tụ này đi qua đây, con tụ phóng ra đấy, thì khi mà có cái điện áp chọt trên cái cuộn cảm nè nó vọt qua thì nó sẽ thu về, nó thu về mà nó không đi quay lại được, nó thu về con tụ này đấy, thì khi mà nó thu được này á thì chúng ta sẽ biết được á, là cái VAL nó sẽ cao hơn VIN đấy, nhưng mà cao hơn bao nhiêu á là sẽ phụ thuộc vào cái tần số đóng ngắt của cái con MOSFET này ha. Thì nên mà để cái thay đổi cái tần số đóng thay đổi tần số và cái chu kỳ ha, cái độ rộng xung á ấy, khi mà thay đổi cái độ rộng xung á thì cái điện áp nó mới mới thay đổi đấy, nó chỉ như vậy thôi, khi mà mình thay đổi càng cái độ rộng càng cao thì chu kỳ on off càng cao á, cái độ rộng này cao á thì cái điện áp VAL nó càng cao, còn nếu mà ta giảm cái chu kỳ cái độ rộng xung nhỏ lại thì cái điện áp của nó sẽ giảm xuống, nhưng mà chúng ta không thể nào mà điều khiển bằng tay được đúng không, chúng ta phải dùng một cái thiết bị chuyên dụng một, cho nên chúng ta sẽ có cái thêm một cái còn thành phần trung gian nữa đấy, đây là một cái con ECU hoặc là một cái mạch khuếch đại tốc tốn gì đó, thì nó sẽ nó chúng ta sẽ set cài đặt từ con xem MCU này, chúng ta ví dụ người ta muốn giá trị VAL là 9V mà trong khi giá trị VIN chỉ là 5V thì chúng ta hiểu là con MCU này sẽ lấy giá trị ở VIN nè, VAL nè, nó sẽ kiểm tra ha, nó kiểm tra giá trị đưa về và nó sẽ thay đổi độ rộng xung để cho cái điện áp ở VIN VAL nè nó đúng cái giá trị mình set ha, nếu mà nó sai khác thì nó sẽ thay đổi độ rộng xung cho phù hợp đấy. Đấy, đây là một cái nguyên lý cơ bản mà các bạn có thể hiểu được. Rồi chúng mình cũng có thể là giới thiệu sơ thêm một vài cái mạch nó được bán trên thị trường, đây là những cái linh kiện, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó cũng có thành phần là con diode nè, diode là đây nè, con MOSFET nè, con dây nè, và cái con MCU á, nó nằm ở phía dưới ha, đấy, nó là một cái mạch cơ bản thường hay bán, hay là con L6009 này thì nó cũng nó được tích hợp con MOSFET và con vi khuẩn nằm trong đây luôn, thì và nó được điều khiển có con diode nè, có tụ điện nè đấy.
và nó sẽ đưa ra giá trị theo cái nhà sản xuất họ đưa ra ha. Thì cái tầm con này thì thường thấy các bạn hay dùng, dòng của nó khoảng hình như là ba sao đó. Rồi đến cái module, những cái module khác đó thì nó sẽ phức tạp hơn và nó công suất nó sẽ cao hơn ha. Đấy. Thì nó cũng là những thành phần cơ bản thôi, tụ điện, cụm cảm tụ điện, diode, MOSFET và một cái mạch, một cái khối để mà kiểm tra xử lý điện áp ha. Rồi cảm ơn các bạn đã đón xem ha. Thank you.